Câu lạc bộ Hà Nội trong trang phục áo tím bảo vệ phần sân bên phía tay phải màn ảnh của quý vị. Đến số 10 của câu lạc bộ Hà Nội lại hơi chần chừ. Đường chuyền chính xác, Silani. Cơ hội. Tình huống băng lên là của Văn Kiên. Đường chuyền hơi sâu của Silani. Tốc độ cực cao của Văn Kiên trong tình huống này. Chúng ta cùng nhìn lại pha phối hợp giữa Silani và Văn Kiên. Không những thế thì các ngoại binh lại không đáp ứng được những yêu cầu về mặt chuyên môn. Với các đội bóng tại V-League thì các ngoại binh có một vai trò rất lớn trong thành công của đội bóng. Đường chuyền nhanh, rất thoáng, Văn Quyết, cơ hội, một cầu, rất nhanh và quá nguy hiểm. Silani là người ghi bàn, ngoại binh duy nhất của câu lạc bộ Hà Nội trên sân. Đó là đẳng cấp của câu lạc bộ Hà Nội. Họ không cần có quá nhiều cơ hội, tuy nhiên chỉ cần một khoảnh khắc thôi thì Văn Quyết và Silani đã tạo ra sự khác biệt. Bây giờ thì các cổ động viên Hà Nội đã có thể reo hò được rồi. Họ đã bị lép vế so với các cổ động viên đội khách ở những phút thi đấu đã qua. Những bàn thắng của Silani sẽ mang đến một niềm vui rất lớn cho đội bóng thủ đô và các cổ động viên Hà Nội. Văn Quyết vẫn vậy, vẫn là một người đội trưởng rất quan trọng của đội bóng thủ đô. Văn Quyết vẫn luôn là người cầm trịch trong lối chơi tấn công của câu lạc bộ Hà Nội. Và đây là một khoảnh khắc lóe sáng của Silani. José Orea chủ yếu. Ribeiro, vẫn là Ribeiro. Rất nguy hiểm. Như vậy là đã có bàn thắng. Và 1-0 cho các cầu thủ Hải Phòng. Rất bất ngờ. Một cú sút không tưởng của Ribeiro. Chúng tôi đã nói hoàn toàn với những người có mặt trên sân vận động Hoàng đấy trong trận đấu ngày hôm nay. Chúng tôi đã nói đến sự nguy hiểm của Ribeiro. Và đến lúc này thì Ribeiro đã cho thấy sự nguy hiểm của anh là như thế nào. Chỉ cần một cơ hội thôi, Ribeiro đã có được bàn thắng. Không thể tin nổi, một pha dứt điểm ở một góc sút quá hẹp nhưng Ribeiro lại làm được. Nó khiến cho tất cả phải đứng yên để theo dõi xem liệu bóng đã vào lưới hay là đi ra bên ngoài. Ribeiro đúng là một cây săn bàn đẳng cấp mà Hải Phòng lúc này đang rất may mắn có được. Hãy cùng nhìn lại pha độc diễn của Ribeiro. Cú sút như búa vồ. Duy Mạnh đã rất nỗ lực, tuy nhiên không thể ngăn cản được sức mạnh của Ribeiro. Cầu thủ này có khả năng cản lướt và xoay trở rất tốt. Một lần nữa chúng ta cùng xem lại pha khống chế xử lý của Ribeiro trong một phạm vi hẹp khi mà bị cao thủ Hà Nội theo kèm rất sát. Văn Quyết, cơ hội, nguy hiểm, cầu vào. Đó là pha dứt điểm của Thái Trung. Duy Mạnh, đường chuyền dài cho Thái Quý. Cơ hội. Đó là Xuân Tú, một pha bóng cho thấy kỹ thuật, tốc độ và cả sự chính xác nữa. Một bàn thắng quá đẹp của Xuân Tú, lướt qua thủ môn bên phía câu lạc bộ Hải Phòng để ghi bàn vào lưới trống. Một lần nữa cao thủ Hà Nội đã cho thấy tốc độ của họ là tốt như thế nào. Một tình huống phản công rất nhanh. Hàng thủ của câu lạc bộ Hải Phòng vừa rồi đã hoàn toàn bị bất ngờ. Hãy cùng nhìn lại pha phối hợp vô cùng đẹp mắt này. Xuân Tú có tình huống lướt đi và một pha xử lý tuyệt vời. Xuân Tú đã có một tình huống đẩy bóng rất kỹ thuật để vượt qua được Empande.
Và đó chính là bước ngoặt trong tình huống này. Thủ thành Đình Triệu cũng như là người thờ trong pha bóng này mà thôi. Một pha xử lý động tác giả hay và cực kỳ chính xác. 2-1 cho các cầu thủ Hà Nội. Những cầu thủ có kỹ năng đá phạt tốt bên phía câu lạc bộ Hà Nội. Đúng vậy, Văn Quyết không vào. Cú đá khá hiểm nhưng lực hơi nhẹ của Văn Quyết. Đình Triệu có đủ thời gian để đấm bóng ra ngoài. Mặc dù ý đồ đá phạt của Văn Quyết là rất tốt nhưng cú sút vừa rồi của Văn Quyết lại hơi thiếu lực. Văn Quyết sẽ là người thực hiện quả phạt góc cho đội bóng thủ đô. Và bây giờ thì Di Mario đổi vị trí cho Duy Mạnh. Di Mario sẽ phải theo kèm Duy Mạnh. Vẫn còn. Goal! Silari. Đường truyền rất mạnh. Đánh đầu. Rất nguy hiểm nhưng không vào. Liên tiếp là những pha sóng gió trước khung thành của Đình Triệu. Vừa rồi thì câu lạc bộ Hà Nội đã chơi bóng bổng khá nhiều. Đường truyền tốt của Silari. Người đánh đầu là Thành Trung. Câu lạc bộ bóng đá Hà Nội có sự thay đổi người. Cầu thủ số 74 Trương Văn Thái Quý rời sân. Cầu thủ số 26 Nguyễn Tuấn Anh vào sân. Trương Văn Thái Quý rời sân. Cầu thủ số 25 Lê Xuân Tú rời sân. Và số 5, Hoàng Văn Hậu. Xuân Tú, cầu thủ ghi bàn thắng thứ hai, cũng đã rời sân. Khá nguy hiểm. Cú sút của Triệu Việt Hưng. Đáng tiếc là Việt Hưng lại sút bóng ăn hơi nhiều ra má ngoài. Cơ hội khá tốt